Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review một cái mã sản phẩm, đó là chiếc cặp màn hình Giga GTX 730. Thứ nhất, các bạn sẽ đặt câu hỏi là sản phẩm này sẽ chơi được, ứng dụng được cái gì để các bạn có cái quyết định bỏ tiền ra mua. Thứ nhất là những cái game như FIFA Online 4 này, FIFA này, CS này, đột kích này, hay là LOL này, thì với chiếc cặp GTX 730 này các bạn hoàn toàn có thể cân mượt mà. Quan trọng là các bạn setup cấu hình. Cần tư vấn về setup cấu hình để chơi những cái game nào thì các bạn inbox với Facebook Shop Công Nghệ là ok. Thứ hai về vấn đề đó là hiệu năng tồn tại đến cái thời điểm bây giờ thì nó là như nào. Thì thưa các bạn, là về vấn đề hiệu năng các bạn không cần phải bận tâm một cái gì cả, vì mọi sản phẩm xuất ra được lô 2 về riêng cái mặt cặp màn hình đã bị lô 2 cưỡng bức cho chạy cả hai chế độ, làm sao sống sót qua những ngày mưa và làm sao tồn tại qua những ngày nắng. Vì vậy, việc của các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng những chiếc cạc màn hình cũ này. Các bạn nhìn này, mình đang test full max cho chiếc cạc GTX 730. Khi nó chạy toàn bộ cái chế độ này mà nhiệt độ nó không thay đổi đột ngột quá nhiều và không quá khoảng 75 độ C thì các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng chiếc cạc màn hình này, không có một vấn đề gì các bạn lo ngại cả. Vấn đề tiếp theo là chúng ta bàn về cái mặt đó là thông số của chiếc cạc GTX 730. Thì nó có những thông số gì? Lắng quá vì không bật quạt, bật cái đèn ánh sáng. Thì thưa các bạn, là về cái mặt thông số ấy thì nó cực kỳ khô khan. Thứ nhất, đó là nó chạy con chip GT730. Thứ hai, đó là cái xung co clock, là cái xung để truyền tải cái dữ liệu của con chipset này này. Thì nó dùng cái xung đó là 700MHz, giống hệt cái xung của con GTX 630. Cái thứ ba đó là công nghệ sản xuất ấy, thì cái những cái dàn cạc này nó đều sản xuất ở công nghệ đó là 40 nano. Cái thứ tư đó là cái memory clock, thì con này chạy ở cái memory để dùng xung nhịp để cho thanh gian giao tiếp ấy, thì nó ở trạng thái 1600. Những thông số này là rất khô khan, nhưng một video nào đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là đọc cái thông số này thì nó có nghĩa như nào để các bạn có thể đọc các cái cạc khác nó ok nhất được. Và cái mã cạc này ấy, thì chúng ta chỉ khi ra ngoài thị trường chúng ta chỉ cần để ý nó là 2GB RAM 3 và bit 128, sản xuất đằng sau của cái cạc GTX 630 hay là bản nâng cấp của GTX 630. Vì vậy giá thành nó sẽ bị độn lên khoảng đó là 50-90k một mã sản phẩm. Vậy là chúng ta đã review xong về mặt bề ngoài của chiếc cạc GTX 730, 2GB RAM 3, bit 128, chơi mượt những cái game mình đã liệt kê. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái game đó. Các bạn để ý nhá, cạc xuất ra khỏi lô 2 đã được test qua những ngày mưa và sống sót qua những ngày nắng bởi phần mềm test Vega. Vì vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Khi các bạn mua về, các bạn chỉ cần kết nối với cái main của các bạn. Các bạn nhìn này, các bạn chỉ cần kết nối với cái main của các bạn như này. Nóng quá toát hết mồ hôi. Đó là các bạn có thể cài đặt. Link cài đặt mình sẽ để luôn ở dưới các bạn. Và sử dụng ok. Nhớ là sau khi kết nối thì dây cáp ở cạc màn hình sẽ được kết nối vào một trong ba dây cáp này là ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm một game trên chiếc cạc này. Các bạn để ý này, thì đây là một sản phẩm cũ và chúng ta có 3 cái cổng để kết nối với màn hình phù hợp với tất cả các màn hình của chúng ta bây giờ. Đó là DVI, VGA và HDMI. HDMI, VGA và DVI thỏa mãn cho bất kể màn hình nào máy tính còn tồn tại đến bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Lâu 2. Các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. CDB bóng văng ra rồi vẫn còn. CDB vừa có pha bóng lên. Mất bóng. Kia hay ba về lô tìm. Bóng thử giữ điểm ngay. Vâng, bóng đã ra ngoài, một quả phát bóng lên. Đấy,
Gabriel Fernando de Jesus. Ba trận bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Sút đi. Đó sẽ là một quả phạt góc. Một pha ném biên để triển khai với Ngôn rất nhanh. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Rất tốt, cả bóng rất tốt. Sẽ có phần góc. Điều diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời, thật tuyệt kỳ sút, mẫu mực siêu phẩm. Ok, MLB. Một pha cuối lòng rất nhẹ nhàng, thực sự là bàn thắng rất đẹp, cả sát bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn, bàn thắng rất đẳng cấp. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Nguy hiểm, để mất bóng. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Thu nên cười Tuấn. Họ đang có bàn chuyển biến rất tốt, đã có một lần trước, họ đang thực sự tạo cho mình cơ hội chiến thắng trong trận này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-0. Đang trên mặt tường. Mất bóng cho vòng cấm. Chắc chắn đó là một cầu ghi bàn. Anh ấy đã cố gắng truy đuổi cầu thủ đối phương, nhưng đó là phản đối phải nhận phải bàn. Đúng vậy, nếu như các người đang trọng tài cũng có thể rút ngay một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ này. Tuyệt vời. Con nào? Về mặt trước mắt, tỷ số đang là 2-1. Hiệp 2 của vòng tứ kết sẵn sàng bắt đầu. Chàng đội nằm muốn lùi bước ở vòng tứ kết này cả. Họ cần phải tung hết khả năng của mình cho vòng này. Thomas Lehmann. Như để mặt cánh ngang, thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và đang chính xác, Alisson đã ôm gọn bóng trong tay.
như Kia.